Trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Đình Giót, xã Đắc Rờ Moan có khoảng 100 cây xanh các loại, trong đó nhiều cây xanh phượng, bàng nhật, xà cừ có tuổi đời trên 17 năm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, việc kiểm tra tỉa cành, cắt ngọn cây xanh được nhà trường thực hiện thường xuyên, nhất là trước khi bước vào mùa mưa. Tùy theo tình trạng của mỗi cây, trường có cách cắt tỉa hợp lý, vừa đảm bảo mỹ quan và sức sống của cây, vừa không làm mất đi hệ sinh thái trường học. Đối với nhà trường thì thường xuyên kiểm tra cái hệ thống cây xanh trong nhà trường, và nhà trường cũng đã có cái kế hoạch và đã thực hiện cái việc cắt tỉa cây để đảm bảo an toàn trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia sinh hoạt hoạt động ở trường. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở phường Nghệ Tân có hàng trăm cây xanh, trong đó nhiều cây có tuổi đời gần 25 năm. Với trên 900 học sinh, các hoạt động vui chơi thể dục của các em đều diễn ra ở sân trường, dưới những tán cây. Để đảm bảo cho học sinh vui chơi an toàn trong sân trường, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, hàng năm nhà trường đều dành kinh phí thuê một bộ phận chuyên môn cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy đổ. Ở trường mình là cây cối là rất là nhiều, tạo bóng mát cho các em học sinh tập thể dục. Và thời gian qua thì hoạt động ở giữa sân trường thì các em rất là an toàn, vì được nhà trường chú trọng về cái vấn đề cải tạo cây cối rồi chặt tỉa gọn gàng. Lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết các loại cây xanh trồng trong khuôn viên của nhà trường phát triển rất nhanh, đặc biệt là trong mùa mưa. Thời gian qua nhà trường luôn đề cao việc vừa nỗ lực tạo mảng xanh trong trường, vừa nâng cao trách nhiệm đề phòng đảm bảo an toàn cho học sinh. Hàng năm được nhà trường cắt tỉa thường xuyên. Một năm là nhà trường chia ra làm hai đợt, thì trường trích một khoản kinh phí để thuê người cắt tỉa và dọn để đảm bảo cho các em, đảm bảo sự an toàn cho các em khi các em học tập và vui chơi ở dưới sân trường. Hiện tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa mưa, ngoài việc chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống cây xanh trong trường học, các trường cũng cần giáo dục cho các em học sinh biết một số kỹ năng cần thiết như không sinh hoạt vui chơi dưới gốc cây khi trời có mưa, gió to, khẩn trương chạy ra xa khi thấy cây có dấu hiệu rung lắc mạnh.